rằng đàn ông không có tiền là yếu đuối vô cùng. Khi đàn ông không tiền ấy thì nó sẽ kèm theo một thứ là gần như là bây giờ sẽ không có tình. Bây giờ bảo tôi không có tiền là tôi không có một chút tự tin à? Dạ đúng rồi. Ở nhất là thời đại bây giờ nữa, đi ra ngoài đường mà thật ra không phải không tiền, ít tiền thôi đã mà tự ti rồi. Tức là 1 triệu túi này rồi đã tự ti rồi, chứ nó không có tiền.